Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ bấm nút like và bấm nút đăng ký để cập nhật những video tiếp theo từ mình nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhận 100 đồng token có ký hiệu là VX. Giá hạn chế của nó là 1 token VX là 1 đô cho tất cả các bạn. Đã list cái sàn coin.io. Mình lướt xuống cho tất cả các bạn coi nè, cái lượng giao dịch, cái lượng người mua mà còn nhiều hơn cái lượng người bán nữa. Vì là token này rất là có giá trị nha các bạn. Nè các bạn, mình lướt xuống cho tất cả các bạn coi nè. Cái lượng, số lượng mua buy nè. Còn lượng sell là lượng bán nè. Mà lượng mua còn nhiều hơn nữa. Mình qua trang thứ hai cho tất cả các bạn coi luôn nha. Ồ, giá hiện tại của nó rất là lượng buy đồ, lượng mua đồ nhóc chứ nè bạn. Lượng mua nhiều hơn lượng bán nữa. Sau khi các bạn tham gia dán này, các bạn sẽ nhận được 100 token có ký hiệu là VX trên một cái sàn. Chỉ có hai bước các bạn đăng ký và KYC sẽ nhận được token nha các bạn. Rồi để tham gia dán, các bạn click phần link mô tả của mình các bạn nha. Tôi muốn hút thuốc. Mai muốn hút thuốc. Mai muốn hút thuốc. Mai muốn hút thuốc. Rồi đầu tiên các bạn hỏi về tên, các bạn ghi tên của mình nhau các bạn. Nhà tài trợ thì bạn đi. Tên đăng nhập các bạn chọn cái tên đăng nhập của mình. Rồi các bạn xác nhận mật khẩu, email, số điện thoại. Rồi các bạn cập giấy chứng minh nhân dân mình theo số giấy chứng minh nhân dân mình các bạn. Rồi bạn bấm vào tôi chấp nhận điều khoản, rồi bạn bấm nút đăng ký nha các bạn. Sau khi đăng ký nó có một cái setup quay như vậy chút, rồi đăng ký thành công. Rồi các bạn bấm nút ok nha các bạn. Các bạn chỉ việc email complete thôi. Cái này là quá là dễ rồi nha các bạn. Rồi các bạn mở email mình lên nè. Rồi nó gửi về luôn nè bạn, gửi về là cắt tầm ao luôn. Qua lại sale.com cộng phiên email nè. Rồi các bạn chờ máy mình lót nha các bạn. Sau khi các bạn đăng ký và cây xe hoàn thành cái xe thì nó có chương trình là tặng 100 tóc cần cho mỗi lượt đăng ký và cây xe thành công nha các bạn. Còn cái kèo này thường thường thì những sàn thì thường thường bán như nhau, còn cái này là nó cho mình tóc cần list sàn luôn các bạn. Nhắm vào xác nhận email nè, các bạn chỉ đăng ký và cây xe thành công có thể rút. Rồi tên tài khoản, đăng nhập tên tài khoản là gì ta các bạn. Rồi nha các bạn, tên tài khoản là các bạn đăng nhập vào username nha các bạn. Các bạn chờ lót chút nha các bạn. Tại mình làm vừa video nên cái máy của mình nó lót hơi chậm, chứ máy mình cũng mạnh máy lắm. Rồi sau khi đăng ký thành công nó ra một cái giao diện như vậy nè các bạn. Khoan đây, mình lướt xuống nữa các bạn. Mình lướt xuống mình tìm hiểu cho các bạn coi. Rồi các bạn, cái tóc cần mình là có nhận được là tóc cần có hình VS này nè các bạn. Rồi đầu tiên mình hướng dẫn các bạn KYC luôn, các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Rồi các bạn vào đây cập chỉnh sửa thông tin cá nhân mình lại đi các bạn. Ở đây không phải, các bạn lướt vào ba dấu gạch đây nè các bạn. Ba dấu gạch là bên góc tay trái các bạn. Rồi các bạn lướt xuống. Các bạn nhấp vào một KYC nè. Mẫu cây xe nè nha các bạn. Chép mẹ. Địa chỉ với RC20 USDT. Quá lệch. Rồi đầu tiên thì các bạn tải lên cho nó một cái các bạn lấy địa chỉ với USDT bên với RC20 là bên với chút quá lệch. Mình có để một cái video cho các bạn lấy với hướng dẫn các bạn. Cái này ai cũng biết rồi. Rồi các bạn chụp lên một cái ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước, ảnh thẻ ngân hàng mặt trước, ảnh giấy, ảnh tự xương cùng giấy chứng minh nhân dân mặt trước, ảnh thẻ ngân hàng. Rồi bạn nào có ngân hàng làm mới được nha các bạn. Rồi sau khi KYC xong thì các bạn sẽ nhận được 100 token
Sawtooth. Rồi sau khi xong thì các bạn gạo nút dí nè. Phải nghe bạn. Nè các bạn, tóc cần mình kiếm được là tóc cần có cái hiệu là VS1 nè. Tóc cần này nè các bạn. Nó đã lên cái sàn hồi nãy sàn hu chấm io vậy đó. Mình có để một cái liên sàn cho bạn vào tham khảo luôn các bạn. Giá rất là ok luôn. Rồi sau các bạn chỉ việc vào đây mà lấy à, nhấp vào mạng lưới nè. Chương trình này Di tặng cho một rồi các bạn chỉ việc copy cái link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Cái này tới ghép 1, 2, 3, 4, 5, ghép 5 tầng nha các bạn. Ồ, khá là ngon luôn các bạn. Lưu ý các bạn đăng ký tên phải cập nhật tên số chứng minh nhân dân này nọ cho chính xác là các bạn KIC trong vòng 1 ngày là nó có thể là việc cho các bạn nha các bạn. Còn các bạn ghi không chính xác nên nó việc hơi lâu cho các bạn. Rồi. Đây thì mình nói qua sơ qua thì con này hệ sinh thái mới mà nó không đồ ghép 5 tầng quá ngon ta. Vậy video mình kết thúc ngay tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like và một subscribe để cập nhật những video clip tiếp theo từ mình nhé. Video này mình hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng ký đi. Rồi mình sẽ chúc cho tất cả bạn thật là may mắn, KIC thành công và kiếm thật là nhiều tiền trên một con một cái sàn Flux Sale này để kiếm tiền nha các bạn, kiếm tiền miễn phí cho tất cả các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha.